Chào mọi người, tôi là Trang nè. Hôm nay lại tiếp tục với series cua đồng nha. Nếu mọi người có thắc mắc tại sao tôi cứ nấu cua đồng hoài thì tôi xin thành thật trả lời là tại vì cha của tôi là Đặc Lập Dính đó mọi người. Nếu bạn nào đã xem những cái clip như là bún riêu cua đồng hay là canh cua lục bình của tôi á thì chắc là biết cách sơ chế cua rồi ha. Thì mình sẽ bỏ đá vô cho nó ngất xỉu nè, sau đó thì mình lạc nó ra ha. Nhưng mà riêng mình làm cái món cua đồng rang me nè á, cố gắng mình lạc sao cho cái mình nó còn nguyên nha. Còn cái kia á, tôi lạc xong là tôi xay cho nên là tôi cứ lạc cho nó đứt đôi hàng sao cũng được. Cua đồng rang me thì mọi người chú ý là mình lựa những cái con cua nhỏ thôi nghe. Đừng có lựa con cua bự, nó cứng là một hồi khó ăn lắm. Tại vì mình sẽ ăn luôn cái mình, cái que, cái càng của nó nè. Bữa nay cha tôi đặt cái này là ở ngoài ruộng rồi á, cho nên cua còn nhỏ với lại nó mềm nè, không có cua già, cua cụ, cua kỵ nữa ha. Sau khi mà mình tách đôi nó hết ra rồi thì bắt đầu mình đi lặt những cái phần không ăn được mình bỏ ha. Phần dây, phần phổi nè. Ở mấy cái tỉnh miền biển á thì tôi thấy người ta có món ghẹ sữa nè, cũng in logo đặc sản rồi nha. Ghẹ sữa rim mắm, ghẹ sữa rim me, ghẹ sữa chiên giòn nè. Còn mình ở miền Tây mình không có ghẹ thì thôi mình làm cua sữa ha. À mà cua này cũng không phải sữa đâu, cũng trưởng thành rồi á. Chứ mà con cua sữa của mình thì tí tẳng à. À quên, không phải tất cả các tỉnh miền Tây thì không có ghẹ nha. Có một số tỉnh giáp biển cũng có ghẹ. Nhưng mà Đồng Tháp tôi thì chắc chắn là không thể nào có được rồi. Tại vì Đồng Tháp đâu có giáp biển đâu à. Hải sản này kia còn không có nữa, nói chi ghẹ. Hồi đó đi học thì học địa lý dở mà bây giờ bày đặt xạo xạo ha. Thôi lặt cua xong rồi nè, mình đi rửa lại 2-3 nước cho nó sạch sẽ nha. Xong rồi mình để cho nó thiệt là ráo nước luôn ha. Rồi cái mình bắt chảo lên bếp, mình cho dầu vô. Đợi dầu nóng thì mình cho cua vô mình chiên nè. Đó đó, giờ đánh trận của tôi tới nữa rồi đó. Thôi mình không nên kéo dài sự đau khổ ha. Đổ hết vô một lượt luôn nè. Lấy đũa trải cho nó đều ra ha. Xong rồi lấy nắp đậy lại đi mọi người ơi, sợ quá nè. Hôm bữa tôi cũng có đọc được một số mèo ở trên mạng á, dạy á là bỏ vô xíu muối hoặc là xíu chanh hoặc là xíu bột năng nè là nó sẽ không có bị dăn. Nhưng mà sao tôi thử rồi tôi thấy nó cũng dăn quá à mọi người ơi. Hay là tôi làm chưa có đúng cách ta? Có bạn nào biết cách chiên mà không có bị dăn dầu á thì chỉ tôi với nha. Trong lúc chờ cho cua chín á thì tôi đi dầm nước me nha. Nước me thì lấy một cục me xong rồi chế nước sôi vô nè. Rồi lấy cái muỗng dầm cho nó đều ra ha. Me khi mà mình dùng nước sôi mình dầm vậy á thì hầu như mình sẽ thu được hết cái phần thịt me, nước me chua của nó. Có một số người người ta kỹ á, người ta còn bỏ lên bếp nấu luôn á mọi người. Sau đó thì lượt lại nè. Rồi xong cái tô nước me thì mình qua mình đập tỏi nha. Tỏi thì mình đập xong rồi mình lột vỏ rồi mình bằm cho nó nhuyễn nha. Bạn nào mà thích ăn cay á thì khúc này mình nhớ bằm thêm ớt tươi nha. Còn tôi thì ăn cay cũng vừa hà, cho nên là tôi không có băm thêm ớt ha. Đâu có ăn cay đâu à. Làm biến bằm ớt thì nói đại đi chứ, một xíu ghét đầu bỏ ớt khô vô à. Nhưng mà thật ra có ớt khô á, xài nó cũng tiện ha mọi người. Cua á, thì tôi chiên lửa tương đối là lớn ha. Rồi sau đó tôi cũng có mở nắp ra chở cho nó đều nè. Bây giờ thì nó chín hết rồi á, thì tôi gấp ra nha. Kiểu mình chiên ở ngoài nó giòn nhưng mà cố gắng ở trong sao mình ăn mình cảm nhận được là còn gì cua á. Tại vì con cua này nó cũng mỏng, nó mau chín nè. Cho nên nếu mà mình chiên lửa quá nhỏ á, thì ở ngoài nó giòn mà ở trong nó cũng rất là khô luôn nha. Thì theo cảm nhận của tôi á là tôi thấy ăn vậy giống như ăn cái cây cái củi vậy á, không có được ngon không nha. Mình ăn sao mà ở trong nó còn cái vị ngọt của thịt cua á, ở ngoài thì nó giòn, như vậy mới ngon nè. Hồi nãy á lúc sơ chế cua á tôi quên đi hái rau răm luôn. Thôi không sao, giờ mình chiên cua chín thì mình tạm để nó đi rồi mình đi hái rau răm ha. Rau răm nhà chồng ngon như nhà chồng nha. Bạn nào mà nãy có để ý tôi lia cái mái ngang cái đám cải cha tôi mới vừa xạ không? Chờ mấy ẻm lớn đi tới công chuyện với tôi nữa nha. Hái rau răm xong rồi á, mình làm cái nước sốt me này nha. Sử dụng cái chảo chiên hồi nãy luôn, tại vì bữa nay chiên không có bị khét nha. Đổ hết dầu chiên ra ha. Sau đó mình bỏ vô một ít bơ nè. Có bơ thì nó sẽ thơm hơn á. Rồi mình bỏ tỏi vô. Cho tỏi nó hơi vàng á, thì mình chế nước me vô nè. Nhớ chế qua cái lượt nha, để cho nó không có bị rớt hộp xuống á. Rồi tôi nêm nếm gia vị vô luôn nè. Tôi sẽ nêm vô đây là 3 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng nước tương, tương ớt nha, tương ớt thì tùy ý nè, thêm một xíu bột ớt cũng tùy ý luôn nha, ai ăn cay thì cứ bỏ nhiều. Xong cuối cùng là một xíu nước mắm nữa, cho nó dậy lên mùi thơm ha.
Rồi á, mình cứ mở lên lớn, mình lấy đũa mình khuấy cho gia vị nó tan đều ra nha. Cái nước sốt me này công nhận cũng thần thánh lắm nha mọi người. Tôi thấy mít với hải sản này kia là ăn hơi bị ngon luôn á. Có đợt á, tôi thèm bánh tráng á, tôi làm nước sốt vậy nè, xong chấm bánh tráng ăn cũng ngon luôn á. Xong mà đợi cái nước nó kẹo lại, mình bỏ xíu rau răm cắt nhuyễn với lại ớt vô nha. Ủa nãy nó không bỏ tươi vô, tự nhiên bỏ tươi vô trời. Nấu ăn gì mà không uy tín gì hết trơn. Thôi chắc tại thần linh mách bảo tươi là bỏ ớt tươi vô cho nó ngon hơn á mọi người. Xong rồi mình đổ hết cua chiên hồi nãy vô luôn nha. Mình đảo đều để cho cái nước sốt me nó thấm đều vô cua nè. Cái này mà ai quẩn quẩn mà ngồi đếm con là chắc chắn là nó bị hao nhót luôn á mọi người. Tại vì hồi nãy á, vừa chiên xong á, tôi thấy thèm quá nên bóc mấy con chấm tương ớt ăn rồi. Cũng hơi bị hợp á nha. Nhưng mà cuối cùng lý trí của tôi đã dừng lại. Chứ mới thôi hồi là không có đi sốt me luôn á. Xong rồi mình gắp ra dĩa ha. Gắp xong á thì mình chan nước sốt lên nè. Cho thêm mấy cọng rau răm lên trang trí nữa. Vậy là xong rồi ha. Nhìn cũng hấp dẫn nè chứ bộ. Còn rau răm á, nhiều thì để ngoài dĩa riêng đi. Một xíu lúc mình ăn á, mình muốn ăn kèm thêm á thì ăn nè. Xong rồi, mời mọi người nha. Cua đồng rang me, để tôi ăn thử coi có ngon không nè. Ai chà, nó siêu giòn luôn á mọi người. Bỏ vô miệng nhai là nó giòn rợp rợp luôn á. Cái vị của nó thì chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn nè. Hơi cay nhẹ nha. Mùi bơ tỏi kết hợp với nhau thì thơm phức luôn nè. Cái món này tôi thấy thích hợp ăn không, ăn chơi thôi. Hoặc là làm mồi nhắm bia thì cũng hết sảy luôn nha. Cái món này làm thì chỉ hơi lâu cái khúc mà mình lặt cua thôi. Chứ sau đó thì chiên làm nước me thì tôi thấy cũng nhanh nè. Nói vậy chứ làm quen tay thì nó cũng nhanh lẹ nè. Bữa nào có dịp mọi người làm thử đi nha. Ngon lắm á. Chào mọi người, tôi là Trang. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của tôi nha.